Chào tất cả anh em. Hôm nay mình mới về được một bộ dụng cụ rất là đặc biệt. Đó là bộ cờ lơ vòng tự động gồm 20 cây cờ lơ vòng tự động của hãng Gibrand thuộc tập đoàn Abet Tool của Mỹ. Tập đoàn Abet Tool nha anh em. Đó, một thương hiệu đến từ Mỹ sản xuất. Bộ cờ lơ vòng rất là cần thiết cho anh em làm nghề trong vấn đề sửa chữa như ô tô, xe máy. Vì cái chức năng tự động của nó thì nó anh em cũng biết rồi, nó có thể quay được hai chiều tự động tùy vào con ốc anh em ta sử dụng. Trong này nó phân ra một bộ hệ in và một bộ hệ mét. Bộ hệ in thì xài cho ốc Mỹ, còn bộ hệ mét ta xài cho ốc Nhật. Thì cái bộ hệ in thì nó có những thông số như sau: từ 1 phần 4, 5 phần 16, 11 phần 32, 3 phần 8, 7 phần 16, 1 phần 2, 9 phần 16, 5 phần 8, 11 phần 16, 3 phần 4. Còn hệ mét thì nó mở ốc từ 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đó. Mình review kỹ cho anh em xem ha. Thì một cái bộ cái lơ vòng đa năng tự động này của hãng Gibrand thuộc tập đoàn Abet Tool của Mỹ sản xuất. Chất lượng thì phải nói là tuyệt vời, một thương hiệu đỉnh đó anh em. Hàng này thì quá đỉnh rồi. Mấy anh em nào mà chuyên dụng làm nghề từng sử dụng qua sẽ biết cái hàng Gibrand này nó chất lượng như thế nào. Đó, hàng mình nhập khẩu mới 100% từ hãng về. Đó, không phải là hàng bãi nha anh em. Nên là giá nó cũng không có dễ chịu như mấy cái hàng bãi đâu. Một cây hàng bãi thì nó bán cũng một vài 300.000 rồi. Thì mình bán nguyên bộ của 20 cây cờ lơ vòng tự động của hãng Gibrand thuộc tập đoàn Abet Tool Mỹ này với giá là 2,5 triệu chưa phí vận chuyển. Thì anh em nào sưu tầm hoặc là mua về sử dụng trong làm nghề thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng đúng hàng rồi mới thanh toán. Hàng bao chất lượng chuẩn cho anh em. Đó, phải nói là chất lượng phải cực kỳ đẳng cấp và châu bò đó anh em. Rồi, số lượng mình nhập về cũng rất ít hạn chế. Những anh em nào thật sự cần một bộ đồ nghề chuẩn, chất lượng đúng hãng thì liên hệ bên phía mình. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em. Mình sẽ review lại một lần nữa cho anh em thấy cái bộ đồ tool đó ha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên phía mình. Xin cảm ơn anh em.